Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Đã đến với video mới nhất của em. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ là 415 Cách mạng 8, phường 13, quận 10 nha. Chỗ bữa sầu riêng Hiếu Nghĩa nè cô chú. Nhưng mà chỉ còn vài bữa nữa thôi là Thanh sẽ chuyển lên địa chỉ là 510 Cách mạng tháng 8, phường 11 nha cô chú, quận 3. Cũng gần ngay chỗ công viên Lê Thị Riêng á, phía bên tay phải hướng từ dưới góc ngã 6 Dân Chủ đi đây, ngay chỗ bữa sầu riêng cũ của Thanh nè, chạy lên tầm khoảng vài trăm mét là tới liền. Mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong xem vợ Thanh cô sầu riêng nha. Hôm nay sầu riêng rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha. Chú ăn trái nhão à? 465 được chứ? 465 ngàn. Thế 465 được. Nhẽo nhão là được phải không? Nhão với ngọt. Cô dặn là mua phải nhão hả? Tao nhão nó nói chứ. Nếu Hoàng Vy không trái máy. Nhão chú thử nha. Ba con đâu rồi? Cứ thử nhầm con coi là ngọt chưa. Ba đi rồi. Thử nó ngọt chưa, thử ngọt là thử được mà, đúng không? Thử nó ngọt là được, còn nhão là nhão rồi nè. Đó, bị ngọt đúng không? Chứ nó nhão là con bảo đảm là cái này nhão. Nhiêu lận? Dạ 465. Đợi con xíu. Đang mắc bệnh khách, cứ đợi xíu nha. Đấy, chợ viên to quá. Rồi, hôm nay bà chủ nó vui quá, trời gió luôn. Sáng giờ đường luôn mà. Sáng, từ sáng giờ đường luôn hả? Hồi nãy đường ngồi một đống luôn. Vậy hả? Đâu không kêu hôm qua ông Khôi? Ông đi mấy nhà, ông mà ông sửa sửa gì đó em biết đâu. Chậm nó không có ghé không? Em cũng có. Thôi không có kêu, trời muốn nghỉ ngon này chút. Trời muốn. Nó học có sâu á. Đừng có lôi ra con. Con quậy cái gì của mẹ nó vậy? Khách đang đứng vô mua nè, tôi đốn chạy các bạn. Vợ Thanh thì tôi tót mồ hôi, hôm nay nói là tôi rất là nhiều luôn, đuối luôn. Đây ri miền Tây nha cô chú. Ri miền Tây là giá nhiêu Trúc em? Dạ, ri miền Đông là 101 hả? Dạ, 101. Miền Tây là 102, miền Đông là 101. Bữa nay có Thái nữa phải không? Dạ, có Thái luôn. À, hả? Thái 103 hả? Dạ. Riêng Thái ngon không? Không. Ngon hả? Sầu riêng Thái là 103. Sao không kêu con câu đệ tử đem ra nó khui nè. Ngồi không làm gì? Mới chết sầu riêng chính cái bữa nó hả? Mình phải lên mình thay thế ba mới khui chứ. Mới chết chúng cái mũi thôi, ông ta chỉ tối quá. Hả? À. Nó đâu có chịu được mùi sầu riêng. Bán sầu riêng mà, ông bán sầu riêng mà ông không chịu được mùi sầu riêng. Bên kia trả mặt bằng chưa? Dạ cũng 30 tay này luôn á. 30 tay là trả dạ. Hả? Hai bên em mà trả một lượt á. Trên này là chuẩn bị mặt bằng xong chưa? Dạ đang chuẩn bị á. Đang chuẩn bị trên đó hả? Ý là khách bên chỗ tiệm đó là nó cũng dẹp rồi hả? Chưa, nó còn đang dọn lai ra lai ra, nó dọn chưa hết. Dạ hả? Đúng ngày này, hôm nay 26 phải không? 28, 29 là
dạng hết luôn á. Thử cơm anh. Thử luôn hả? Hôm nay khách ăn quá trời luôn. Vui tóc mồ hôi. Hôm nay khách đi khách mua ruột làm như ngay chuyến bay hay sao á? Hả? Khách mua ruột đi nước ngoài hả? Dạ, nhiều lắm. Rồi, mừng thôi. Nhưng mà như ngay chuyến bay sao sáng giờ đa phần là vậy á. Có cái chị gái đó, chị từ ở dưới Vũng Tàu mà chị lên đây. Chị mua 10 kg ruột sầu riêng đi về. Mua 10 kg ruột sầu riêng về hả? Mới đây hả? Chị mới bắt xe về đã. Nói trời ơi, chị đi gì mà xa dữ vậy? Nghe vợ Thanh bán được sầu riêng cũng mừng cho các bạn. Cố gắng. Địa chỉ của chúng ta đó là ngày 1/8 đó là 510 cách mạng tháng 8 nha cô chú, phường 11, quận 3. Nhìn thấy. Chỗ này trái muối em để lại là em đổi muối khác nha. Đổi. Đúng rồi, trái này trái nhiều nè. Cách mùa hè trái sầu riêng miền Tây. Vô mánh nên là vợ Thanh cui nè, thấy không? Quá trời, quá đất luôn. Có cui sầu riêng mà có thân trời, thân đất. Tối gì ông Thanh dạo này đi đâu mà không thấy. Ông đi lo mệt phèm nữa cô chú. Ông đi lo chỗ ở, sao hết có chỗ ở rồi. Đi lo mặt bằng hay là vợ chỉ có vợ Thanh vui thôi. Chuẩn bị Thanh đã quay trở lại nha. Gáo dẻo gì nè. Dẻo cho cô nó thấy là phải gáo. Thanh ăn dẻo. Ủa cái đồ đạc kia là mới dọn qua hả? Không có đâu, đơn kia em mua. Của ai? Em mua thêm. À em mua để trên đó hả? Dạ. Ở đây xuống đó gần cho nên em đem để đây để bỏ nó chuyển dưới cho gần. Cái này đủ nè, thiếu muối cái này nè. Ủa cái ba cái kia mình đủ rồi. Được. Ừ chưa, đưa lấy cuốn này đưa cho anh đi rồi ăn hỏi sao ăn lấy cho chị nè. Cái này là mình tay anh trai em ăn cua 3 kg em cho khách á. Nãy là 499 một cái. Chưa kịp bỏ cái cặp đúng luôn á, vô cách tấp nập. Ủa rồi ai coi em con ở nhà? Chú Linh hả? Đó bất khỏi nè. Qua bao giờ? Mới qua hả? Ba chở qua hả? À xin ba qua mẹ hả? Đây con trai của Thanh. À. Con gì ăn là trái đó ngon phải không? Con gì ăn là trái đó ngon phải không? Đâu có con gì nó đi lửa cái đồ dở nó ăn đâu, trái ăn 170 được không? Không,
90. Nó ít muối. Cái này đi tới rồi. Cái này mà không nhão là em không lấy nha. Nó nhão mà nhão không nhão nhạt luôn hả? Thì nó đừng có khô, nó phải mềm nhão. Nhão á. Bởi nhão nhạt cái nha. Người ta thích ăn nhão là phải nhão nha. Vẫn tùy khách luôn nha cô chú. Có khách thì thích ăn nhão lắm, còn có khách thì thích khô. Có khách thì thích vừa vừa. Thôi mềm là người ta đã không ăn. Đó, nhão chưa? Trắng mà không được vàng. Dạ, chỉ có miền Đông nó đâu có vàng, vàng như miền Tây mình. Ngọt béo như kia của mình vậy đó. Ngọt phải không chị? Cái màn đầu của nó không có thể nào xuất sắc được như kia miền Tây, nhưng mà như vậy là vàng rồi nè. Kia Bình Phước họ nó không có màu luôn á. Kia Bình Phước họ nó màu sữa á. Hôm nay kia Khánh Sơn nó có màu vàng nhạt này nè. Muối này nó hơi khô, để lại nha, làm bụng cái khác nha. Nó khô đầu á. Cái mưa sầu phải tiếng hùng. Quay gì vậy? Quay về lưu trữ lại cho cô chú xem. Toát mùa hôi hột. Thôi còn khui nữa không? Còn khui nữa không? Còn hả? Mới hai cái. Mua bao nhiêu ký nữa? Dạ có 3 ký hả? 3 ký cho cô chú đó mua cho cháu đi đi về Canada. 3 ký về Canada hả? Ồ Canada đi cũng đem đi về được đó cô chú, anh chị, thấy không? Lâu lắm luôn, qua đây ăn mất cái gì mà người ta ăn thì ít mà người ta đi về đi chuyển đi đem về nước, đem nước về nước ngoài nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, hình như ngay cái chuyến cái đợt. Đầu riêng chi kiểu nha. Cái đợt mọi người cái đợt này là đang bà con cô chú anh chị đang về Việt Nam chơi á. Bữa giờ đúng không? Hồi sáng này hai người. Phải ngọt nhiều nha cho cô nha. Nè con ngồi phía sau nè. Không con qua bên phía bên gì phía bên kia nè. Có gì gì bạn của ba phía bên kia nè. Qua bên đó ngồi. Cô Tiên cười. Tay
Sao đủ? Trời ơi. Lẫn này nhiêu rồi? 255. Giờ mới 255 mà lấy cái nhỏ nữa đi. Rồi lấy cái nhỏ đi. Đem tới đem 500 mà đúng không cô? Cô cười kìa. Nhỏ rồi trái thêm muối nha mày. Cái gì muối nó tự quá, cái nó dồn vô 4 cục chà bá. Có 4 muối là khó nhiều quá. ghê à thấy còn cánh đó không lâu lâu có khách vui nói chuyện rồi cho nó vui bé tiên coi lựa trái cho được nha, trái thứ hai đó nha. 229. Chưa được 500, đem 500 mà. Lại nhiêu mới là 500 còn dư nhiêu. Còn mấy chục chất xăng. Tao tính chẳng thôi. Mấy chục uống trà sữa. Ăn đủ vô là có lại 50. Có đâu có thấy tiền tính đâu. Lỗ nặng lắm. Không có lỗ đâu. Không được, lỗ dữ. Nhiêu gì chứ? Tới 27. 255 với lại 229. Muốn thì chán muốn cho mày thì sợ. Con cho con thử chỗ này để con nó sợ luôn nè. Cái muối trái đó để vô ngoài ngon không còn muối khác. Được không? Được. Nhìn thấy cô thử sầu riêng mà căng thẳng quá. Đó, không phải là nó ít đâu mà nó dồn vô 2-4 muối thì nó mập quá mà. Thấy không? Mười qua mấy muối của người ta. Còn được 20.000. 20.000 uống được 2 ly trà tắc. Có thì mình cái nhà không? Với lại với 2.000. Đổi. Đi đây thôi là tiền đó đi. Đổi. Có bù vô 2 cục. 2 mày bù có 1 cục à. Con trời ơi 2 cục đàng hoàng luôn. Rồi 2 cục. Con có xài. 2.000 thôi hả? Đi tao sẽ mua kiện. Tao sẽ mua cho bà chị tao rồi. Sao sao. Ơi. Bé tiền đếm tiền mà run tay quá. Rồi. Bán sầu riêng luôn hả cô? Dạ. Sao bỏ vô? Đấy rồi, bỏ bự bỏ vô. Dạ. Cô mối nha, quen hoài á. Ghê, ăn thấy đầu rít có một tắc thôi. Dạ. Con hả? Tại hồi nãy vô nghe câu đó cho nên là cũng hơi rung xíu đúng không? Thái vỏ thì cũng không. Thái vỏ nhưng mà cơm hạt lép. Thầy có cách làm tá quả. Thấy cua rồi hả?
hết khôi, kết thúc video. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video. Dạ. Quen. Dạ, ôi trời ơi, thấy không, khó đội mũ hiểm luôn. Hằng xóm ở trong đó. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe, chia sẻ giúp em nha. Bye bye.